vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Vấn đề Thế Giới. Sau đây sẽ là những thông tin mới chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quân đội Israel đệ trình các phương án phản ứng vụ Iran tấn công Theo ABC News, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF Peter Lerner sáng 15 tháng 4 cho biết, các quan chức quân sự Israel đã đưa ra một loạt các lựa chọn để đáp trả cuộc tấn công của Iran Ông Lerner cho biết, phản ứng của IDF có thể là tấn công hoặc không tấn công, đồng thời lưu ý có rất nhiều kịch bản khác nhau giữa hai phản ứng đó. Theo phát ngôn viên của IDF, chính phủ Israel sẽ quyết định các bước tiếp theo, sớm nhất là vào ngày 15 tháng 4 hoặc trong vài ngày tới. Khi được hỏi về thông tin cuộc tấn công quy mô lớn của Iran bị đánh chặn và chỉ gây thiệt hại nhỏ, ông Lerner nói, "Chúng ta không nên đánh giá thấp những gì Iran đã làm, chỉ vì chúng tôi đánh chặn thành công." chúng ta không nên xem nhẹ điều đó. Ngày 14 tháng 4, nội các chiến tranh của Israel đã có buổi họp để thảo luận về việc đưa ra phản ứng sau cuộc tấn công của Iran. Theo Time's Up Israel, cuộc họp đã kết thúc mà không có sự đồng thuận về quyết định đáp trả. Trong khi Bộ trưởng Nội các Thời chiến Israel Benny Gantz và Bộ trưởng Nội các Thời chiến Gadi Eisenkot đề xuất gián đoạn đáp trả ngay lập tức Iran, thì Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant tham mưu trưởng quân đội Israel Hersi Halavi và một số quan chức khác trong chính phủ lại phản đối đề xuất này. Các bộ trưởng Israel đã thống nhất sẽ sớm nhóm họp trở lại. Đặc phái viên của Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Sa'i Iravani tuyên bố Iran không tìm cách leo thang hay gây chiến với Israel, cho rằng cuộc tấn công tối 13 tháng 4 của Iran là hành động thực hiện quyền tự vệ vốn có. Ông Iravani cảnh báo nếu chính quyền Israel phạm phải một sai lầm khác, phản ứng đáp trả của Iran sẽ lớn hơn rất nhiều. Tổng thống Zelensky thừa nhận quân đội Ukraine đang chật vật ở Donbass. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay tình hình ở tiền tuyến trong cuộc xung đột với Nga đang xấu đi và đổ lỗi cho phương Tây hỗ trợ quân sự hạn chế, Trước đó, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Alexander Zelensky đã cảnh báo về sự leo thang đáng kể trong những ngày gần đây khi nga tấn công vào nhiều vị trí của Ukraine gần các thành phố Lyman và Bắc Mert, cũng như tiến về phía Cha Tình hình tiền tuyến trong thời kỳ xung đột nóng luôn khó khăn, nhưng những ngày này, mà đặc biệt ở khu vực Donetsk, mọi chuyện ngày càng khó khăn hơn. Hãng tin RT dẫn lời ông Zelensky nói hôm 14 tháng 4. Nhà lãnh đạo Ukraine còn so sánh xung đột Nga-Ukraine với cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV của Iran và Israel hôm 13 tháng 4. Theo ông, tên lửa và UAV của Iran tấn công Israel đã bị đẩy lùi nhờ sự giúp đỡ của Mỹ và các đồng minh. Sức mạnh không quân hiện đại đã chứng minh mức độ hiệu quả, các hệ thống phòng không hiện đại có khả năng bảo vệ sinh mạng. Điều này đã được chứng minh ở Trung Đông. Ông Zelensky nhấn mạnh phương Tây vẫn phớt lờ những lời cầu xin tài trợ thêm từ phía Ukraine. Ông cũng chỉ trích việc Quốc hội Mỹ trì hoãn thông qua gói viện trợ bổ sung suốt nhiều tháng qua. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, phương Tây đã viện trợ cho Kiev hàng tỷ đô la Mỹ. Giương Mỹ đã hỗ trợ cho Ukraine hơn 113 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, do vấp phải sự phản đối của Đảng Cộng hòa, Quốc hội Mỹ vẫn chưa thể thông qua khoản hỗ trợ quân sự thêm trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine như chính quyền của Tổng thống Joe Biden đề xuất. Trong khi đó, Moscow khẳng định không có khoản tài trợ nào của phương Tây có thể thay đổi được tiến trình triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Thủ tướng Singapore ấn định thời điểm chuyển giao quyền lực Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ bàn giao quyền lực vào ngày 15 tháng 5 cho cấp phó của ông Lawrence Tigong Hoàng Tuấn Tài trong cuộc chuyển giao lãnh đạo lần thứ ba của đất nước kể từ khi giành độc lập vào năm 1965. Ông Hoàng 51 tuổi trở thành phó Thủ tướng Singapore 2022, tuyên bố hôm 15 tháng 4 của Văn phòng Thủ tướng Singapore cho biết, ông Gong sẽ tuyên thệ nhậm chức vào lúc 8 giờ tối ngày 15 tháng 5 tại dinh Tổng thống Singapore. Phó Thủ tướng Công nhận được sự ủng hộ từ các nghị sĩ đảng cầm quyền hành động nhân dân PAP. Thông báo viết, ông Quang sẽ lãnh đạo PAP tham gia cuộc tổng tuyển cử sự kiến được tổ chức vào tháng 11 2025. Tháng 11 năm ngoái, ông Lý Hiền Long cho hay ông sẽ chuyển giao quyền lực cho Phó Thủ tướng La Seng trước cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Ông Wallenzi nói với tôi rằng ông ấy đã sẵn sàng, Tôi hoàn toàn tin tưởng ở ông ấy và đội ngũ của ông ấy. Vì vậy, không có lý do nào để trì hoãn chuyển giao chính trị, nhà lãnh đạo Singapore khi đó cho biết. Ông Lý nhấn mạnh, các bộ trưởng nội các đã ủng hộ ông Gong trở thành lãnh đạo tiếp theo của đất nước. Các cuộc chuyển giao quyền lực ở Singapore trước đây đã diễn ra một cách suôn sẻ là dấu hiệu cho các nhà đầu tư tin tưởng vào sự phát triển và ổn định lâu dài của quốc đảo Đông Nam Á. Trước đó, ông Lý Hiền Long từng tuyên bố sẽ chuyển giao quyền lực trước khi sang tuổi 70. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng tới kế hoạch này. Sau đó vào năm 2020, ông nói rằng ông sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị thủ tướng vì ông quyết tâm bàn giao Singapore, nguyện vẹn và hoạt động tốt cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo. Ông Gồng nhận được sự ủng hộ rộng rãi sau khi ông là một trong những người lãnh đạo chiến dịch chống COVID-19 thành công của Singapore. Trước đó, Ông cũng đã có thời gian dài giữ chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên, Thứ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Phát triển Quốc gia và Bộ trưởng Giáo dục Singapore. Ngoài ra, ông cũng từng là thư ký riêng cho Thủ tướng Lý Hiển Long giai đoạn 2005-2008. Ông Lý Hiền Long là con trai cả của cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, giữ chức vụ Thủ tướng từ 2005 và cũng là lãnh đạo của đảng PAP. Đằng sau những điều lạ trong cuộc tấn công của Iran vào Israel. Việc Iran sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công vào lãnh thổ Israel trong đêm 13 tháng 4 vừa qua không gây bất ngờ nhưng cũng ẩn chứa điều lạ. 12 ngày trước đó, Israel không kích vào tòa nhà lãnh sự của Iran ở thủ đô Damascus Syria. Theo luật pháp quốc tế hiện hành, khu trụ sở cơ quan ngoại giao này của Iran là vùng lãnh thổ đặc biệt và phải được coi như lãnh thổ của Iran, tức là bất khả xâm phạm xưa nay israel và iran vốn thù địch nhưng chưa từng tấn công trực diện vào lãnh thổ của nhau cho nên khi quyết định không kích lãnh sự quán của iran ở damascus chính phủ israel ý thức đầy đủ rằng đã bước qua một lần ranh đỏ và đẩy iran vào tình thế dẫu không muốn cũng phải đáp trả bằng cách tấn công trực diện tương tự vào lãnh thổ của israel trước khi israel đạt được giải pháp hòa giải ngoại giao với iran do đó không ai trên thế giới bị bất ngờ khi iran trả đũa Điều khiển thế giới đặc biệt lưu ý và lo ngại là lần đầu tiên hai bên tấn công trực diện vào lãnh thổ của nhau, không những chỉ làm leo thang mức độ đối kháng thù định giữa hai bên, mà còn tạo tiền lệ vô cùng nguy hại. Tuy nhiên, mọi dấu hiệu đều cho thấy, phía Iran chỉ chủ định đáp trả để có được danh nghĩa đã trả thù và cảnh báo, gian đe Israel chứ không xa vào leo thang đối địch càng thẳng và càng không có ý tuyên chiến với Israel. Nói cách khác, Tehran coi việc trả đũa chỉ là một hành động cụ thể và riêng rẽ, chứ không phải một phần của mối quan hệ giữa Iran và Israel. Cho nên, phía Iran đã công khai từ sớm chưa định trả đũa và để cho Israel và các đồng minh thời gian rất dài chuẩn bị ứng phó. Iran thậm chí thông báo cho Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia khác trong khu vực biết trước 72 giờ về cuộc trả đũa này. Không chỉ có thế, Iran sử dụng hơn 360 tên lửa và máy bay không người lái cho cuộc tấn công này, nhưng đều không phải là chủng loại vũ khí tối tân và hiện đại nhất của mình. Iran hoàn toàn không coi trọng yếu tố bất ngờ khi ra đòn và rất nhanh chóng tuyên bố chấm dứt tấn công, cảnh báo Israel về việc tấn công lại Iran. Bằng cách này, phía Iran tạo nên cảm nhận là kiên quyết ăn miếng trả miếng ngang bằng với Israel, không tha thứ cho Israel về việc không kích vào cơ quan lãnh sự của Iran ở Damascus đồng thời việc này đẩy israel và đồng minh vào tình thế khó xử nếu israel leo thang căng thẳng thì lần trả đũa tiếp theo của iran chắc chắn sẽ hoàn toàn khác và các đồng minh của israel dẫu có ủng hộ đến mấy cũng không thể ủng hộ israel tấn công lãnh thổ của iran một lần nữa lại càng không thể cùng israel trả đũa iran thực chất bên trong thì như vậy song biểu hiện bên ngoài thì hai phe phải khẩu chiến quyết liệt vì nhu cầu đối nội và đối ngoại ở từng bên mỹ và các đồng minh của israel đều nhận thấy rõ chủ ý kiềm chế của iran nên đều thôi thúc israel không trả đũa tiếp israel không thể bỏ qua điều này vì không có sự trợ giúp đắc lực của mỹ anh pháp và các đồng minh khác thì họ không thể chống đỡ hoàn toàn cuộc tấn công vừa rồi của iran mặc dù cuộc tấn công ấy mới ở mức độ kiềm chế giới truyền thông quốc tế đưa tin chỉ riêng việc đối phó cuộc tấn công của Iran đêm 13 tháng 4 đã khiến Israel phải tiêu tốn khoảng 1 tỷ euro. Cứ tiếp tục như thế thì đến núi tiền cũng phải lờ. Để giữ thể diện, Israel sẽ đáp trả nhưng trước mắt chưa thể tấn công trực diện vào lãnh thổ Iran mà vào những lực lượng thân Iran ở bên ngoài nước này. Nếu lúc này Israel không tự kiềm chế thì vòng xoáy trả đũa lẫn nhau với Iran sẽ không thể tránh khỏi. Hàng không thế giới gián đoạn vì xung đột Israel Iran. Việc Iran tấn công Israel khiến hoạt động hàng không trên thế giới vào ngày 15 tháng 4 bị gián đoạn và thu hẹp lựa chọn các chuyến bay di chuyển giữa châu Âu và châu Á. Theo hãng tin Reuters, đợt tấn công hôm 13 tháng 4 của Iran với hơn 300 tên lửa và UAV dù phần lớn bị hệ thống phòng thủ của Israel bắn hạ nhưng đã gây ra sự hỗn loạn trong ngành hàng không thế giới. Ít nhất hàng chục hãng hàng không đã phải hủy bỏ hoặc chuyển hướng các chuyến bay trong hai ngày như Qantas, Lufthansa, United Airlines và Air India. Ông Mark G, nhà sáng lập Ops Group, tổ chức chuyên giám sát không phận và sân bay, cho hay đây là sự gián đoạn lớn nhất đối với hoạt động di chuyển hàng không kể từ sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 nhằm vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở Mỹ. Kể từ đó, Chúng tôi chưa gặp phải tình huống liên tiếp nhiều không phận khác nhau bị đóng cửa và điều đó tạo ra sự hỗn loạn. Ông Di cũng dự đoán sự gián đoạn có thể sẽ kéo dài thêm vài ngày nữa. Trước đó, ngành hàng không thế giới đã phải đối mặt với nhiều hạn chế do giao tranh giữa Israel và Hamas và xung đột Nga-Ukraine. Cũng theo ông Di, không phận của Iran thường được các hãng hàng không sử dụng để đi lại giữa châu Âu và châu Á, nhưng nay sẽ bị hạn chế, Điều này buộc họ sử dụng hai tuyến đường bay thế khả thi là qua Thổ Nhĩ Kỳ hoặc qua Ai Cập và Ả Rập Xê Út. Israel đã đóng cửa không phận vào ngày 13 tháng 4. Trước khi mở lại vào sáng 14 tháng 4, Jordan, Iraq và Lebanon cũng nối lại các chuyến bay qua lãnh thổ của họ. Hôm 14 tháng 4, các hãng hàng không lớn ở Trung Đông như Emirates Airlines, Qatar Airways và Etihad Airways cho biết họ sẽ tiếp tục hoạt động trong khu vực sau khi các hãng phải hủy bỏ hoặc chuyển hướng một số chuyến bay. Nhà phân tích hàng không độc lập Brandon Sobey nhận định vẫn chưa rõ liệu tình trạng bất ổn mới có ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại hay không. Bởi bất chấp các cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và giải Gaza, nhu cầu đi máy bay vẫn rất lớn. Nếu tình hình chính trị và xung đột tiếp tục leo thang, đến một lúc nào đó, mọi người sẽ lo ngại chuyện đi lại. Nhưng cho đến nay, điều đó vẫn chưa xảy ra, ông Sobey nói bản tin hôm nay xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo